chào mẹ. Mẹ đi làm về có mệt không? Mẹ không, mẹ thấy bình thường. Ơ, Nhi, tay con làm sao đây? Con chơi với bạn Bông ở lớp nên con bị ngã. Bà ấy mới chuyển đến lớp con, nhưng mà nhà bà ấy nghèo lắm. Hôm nào bạn cũng mặc quần áo cũ, xong có hôm bạn còn đeo dép rách cơ, hay cực. Ôi trời đất ơi con tôi, mẹ dạy con như thế nào mà con không để vào đầu hả Nhi? Mẹ nói là nhà mình có tiền thì con phải chơi với các bạn nhà giàu. Con chơi với bọn nghèo đấy thì làm gì con lợi dụng được cái gì mà con đợi được đợi nó giúp con cái gì hả? Trời ơi, từ lần sau ấy mà có bị cái gì ở trên người hay là bị đau ở đâu là phải gào lại ăn vạ nhớ chưa? Để cho chúng nó biết, không chúng nó tưởng mình hiền chúng nó bắt nạt. Rồi đấy ạ. Cái gì mà ngồi lên đây hả? Sách vở mà ngồi lên như thế này đấy ạ. Cái gì thế này? Đúng lên. Tại sao lại chỉ có 7 điểm hả? Tại bài khó chứ có phải tại con đâu. Không tin mẹ xem thử đi. Bây giờ con còn dám trả treo với mẹ như thế đấy hả Nhi? Hả? Bây giờ con có 7 điểm như thế này, cuối tuần mẹ đi cà phê với bạn bè mẹ thì mẹ lấy cái gì mẹ khoe với bạn bè đây? Bài khó không biết chép bài của bạn à? Mấy cái chiêu mẹ dạy con đâu? Bây giờ con phải mạnh mẽ lên, con phải đe dọa chúng nó, cho chúng nó cho con xem bài chứ. Lần sau con rút kinh nghiệm. Nào nói thế sao có để vào đầu đâu. Mà nói mới nhớ, cô giáo chủ nhiệm này mới chuyển đến, cho con nhà người ta điểm thấp thế này bao giờ? Có mà cô không biết chấm thì có ấy. Chắc là lại đòi tiền phong bì chứ gì. Buồn cười quá mẹ ơi, ước gì ngày nào con cũng được ở nhà. Khổ thân mấy cái bọn nghèo không có điện thoại để xem. Này, qua ra đây mẹ dặn. Mẹ bỏ vào trong ba lô của con hai hộp sữa rồi đấy. Lúc nữa mà học ấy, mà xong con đói thì con lấy ra con uống, nhớ chưa? Mà đặc biệt nhớ lời mẹ dặn là tránh xa với cái bọn nhà nghèo ra. Mẹ bị khó chịu với cái mùi đấy lắm. Nhưng mà cụ thể là cái mùi gì hả mẹ? Mùi... nó là mùi... mùi thùng rác, mùi bồn nôn, được chưa? Ơ, cô giáo con kìa mẹ, cái cô mặc áo sơ mi màu trắng đeo cái túi đen ấy. Cô giáo con đấy hả? Sao trông phèn thế? Đam mê đi nhặt rác, nhặt ve chai nhưng bố mẹ lại bắt làm giáo viên à? Sao? Tưởng sang chảnh thì còn cho nhiều tiền. Thế nhưng mà phèn thế kia, cho ít thì cho đỡ phí. Đi nào. Con chào cô ạ. Chào con. Chào cô giáo. Xin tự giới thiệu với cô giáo, tôi là mẹ của cháu Nhi. Thật là thiếu sót vì lần trước bận việc nên không thể đến họp phụ huynh, nên là bà ngoại của cháu có đi họp hộ. Hôm nay có chút quà nhỏ, coi như là tấm lòng thành của tôi. Xin lỗi cô vì sự thiếu sót của tôi. Cái này... À, không sao đâu cô giáo, chỉ là một ít thôi. Cô cứ nhận đi. Tiện thể cho tôi hỏi tình hình học tập của bé Nhi luôn. Dạo gần đây tôi thấy là toàn điểm 7 thôi. Hy vọng là sau lần này con tôi điểm sẽ cao hơn. Toàn 9 hoặc cô cho full 10 thì càng tốt. Tấm lòng của chị tôi xin nhận. Còn giỏ quà này mong chị cầm lại cho. Tôi biết là phụ huynh nào cũng mong con được điểm cao, nhưng mà với tư cách là một giáo viên, tôi cần phải chấm đúng với trách nhiệm và lương tâm của mình. Mà cũng sắp đến giờ vào lớp rồi, tôi xin phép. Nhi, hôm nay con trực nhật đúng không? Mình vào thôi. Mèo còn chê mỡ à? Mùi nghèo khét lẹt lẹt ra như thế rồi, còn bày đặt chê tiền của tôi à? Được, tôi để xem tiền của tôi cứng hay là cô cứng hơn tiền của tôi. Lại 7 điểm, lúc nào cũng 7 điểm. Mẹ cho con ăn học mà con điểm giả con như thế này hả Nhi?
Con có biết là mẹ ghét nhất là điểm 7 không? Này nhá, mẹ phải cho con ăn đòn mới được. Tại sao lúc nào cũng là 7 điểm như thế? Tại cô cứ cho 7 đấy chứ, có phải tại con đâu. Chắc là do hôm qua mẹ biếu cô ít tiền nên cô giận mẹ rồi. Mẹ bạn Yến Nhi ngày nào cũng mang quà to ấy là to đến tặng cô. Nên là bạn ý suốt ngày được điểm cao nhất lớp thôi. Cái gì? Con bé Yến Nhi mà mẹ nó tên là Thùy Dung ấy hả? Ôi giời ơi, nhắc đến cái con mụ đấy là mẹ lại sôi máu hết cả lên. Con có thể thua ai cũng được, nhưng nhất định không phải là con bé đó, con hiểu chưa? Con có biết là vì cái con mẹ Thùy Dung đó mà ngày xưa bà ngoại cho mẹ ăn đòn suốt không ạ? Tại bạn ấy học giỏi chứ không phải tại con đâu. Mẹ bảo là con cứ chơi thoải mái đi, còn điểm cao để mẹ lo. Mẹ bảo là cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền còn gì. Ơ, chứ cuối cùng là mẹ cứ nói như thế là con cũng không cần học luôn hả nhỉ? Ui trời đất ơi, không có nghĩa là mẹ nói như thế là con đến lớp đến trường là con chơi, con không cần học, con hiểu không? Ôi, nhưng mà con chắc chắn là tận mắt con nhìn thấy là con mẹ Thùy Dung đấy mang quà đến để biếu cô giáo không? Chắc à, cô ấy xinh như thế làm sao mà nhầm được. Này, tại sao con có thể khen cái con mụ đó trước mặt mẹ hả? Ủa chứ mẹ của con không xinh hả? Tức quá đi à? Tức. Mẹ phạt con đi vào rửa bát đấy, đi vào trong kia đi nhanh lên. Con với chả cái học tốt y hệt mẹ mày. Trời ạ, hiếu gì trường, có phải học cùng với con Nhi nhà mình không biết nữa. Cái gì mà học giỏi xinh đẹp hoa khôi của trường, nghe đến thấy ghét rồi. Không được, mai phải lên trường một chuyến mới được. Ôi trời ơi, con ơi làm sao đấy? Ôi trời ơi. Nào ngồi xuống đây, ngồi xuống đây mẹ xem nào, còn đau không? Chứ đừng có nhăn nhó, đừng có khóc lóc ỉ ôi đi. Con biết thừa là tính mẹ tức lên thì mẹ phạt con như thế thôi. Ai ngờ là con đi rửa bát thật đâu. Ủa chứ mắc mớ để rửa bát thôi, làm gì mà phải kê cái ghế đứng lên làm gì cho ngã vậy? Hôm nay mà con có mệnh hệ gì là mẹ không sống nổi đâu á Nhi. Tại cái ghế trơn chứ có phải tại con đâu. Ôi, lại đổ lỗi. Tại sao lúc nào con cũng đi đổ lỗi cho người khác mà không bao giờ nhận lỗi về bản thân con thế hả? Thôi được rồi, nín đi, xong tí nữa mẹ đưa đi Vincom xong rồi là ăn gà rán được chưa? Mẹ dạy con có ngu mới nhận lỗi còn gì. Mẹ nhớ nha, đi ăn gà rán. Được rồi, đi hết, con thích cái gì cũng được. Nhưng mà tí nữa bố con về con không được nói là mẹ phạt con rửa bát xong rồi con ngã đấy nhá, nhớ chưa? Vâng. Mẹ ơi, nếu mà hôm nay con không được 10 thì mẹ được mắng con nhá. Đúng nó rồi. Hóa ra là có nhận quà, nhưng mà là quà rít và quà rát thì mới nhận à? Tưởng thế nào, phải quay lại mới được, sẽ có lúc cần dùng đến. Ơ mẹ ơi, cô giáo con đang nói chuyện với cô Dung, mẹ bạn Yến Nhi kìa. Thế con đã hiểu lý do tại sao con bé Yến Nhi luôn luôn được điểm cao chưa? Hóa ra cô giáo của con cũng là dân đào cả thôi, tưởng thanh cao thế nào. Hơn nữa, cô giáo con không làm việc bằng lương tâm đâu, mà làm việc bằng lương của một số người khác thôi đấy. À, cái này thì con hiểu, là cô giáo con thích hối lộ đúng không mẹ? Rất thông minh. Lần này thì cô giáo của con chết chắc rồi, mẹ sẽ không tha cho cô giáo của con đâu. Cô giáo! Có chuyện gì thế ạ? Tất nhiên là có chuyện thì mới gặp cô rồi. Cô giải thích đi. 30 phút trước chân con tôi mới bình thường, mà bây giờ nó sức sát nó chảy máu như thế kia. Tôi nói để cho cô biết, dù cô có không thích con bé ở điểm nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể làm tổn thương nó được. Chị cứ bình tĩnh. Tôi không bình tĩnh được. Tất nhiên là cô bình tĩnh vì cô không phải là mẹ nó. Tôi nói để cho cô biết, nếu như ngày hôm nay mà cô không đưa ra biện pháp khiến tôi hài lòng thì tôi sẽ gặp trực tiếp hiệu trưởng, thậm chí tôi kiện cô đến cùng. Nhìn cô thế này ấy, chắc là gia đình cũng không khá giả đâu đúng không? Chắc là cũng không muốn mất việc đâu nhở? Chị đang uy hiếp tôi đây à? Tôi không có uy hiếp ai cả. Cô ấy mới là người có tật giật mình mà. Cô ép tôi đấy nhá. Tất cả mọi người nhìn đi ạ. Đấy, đây là chân dung cô giáo chủ nhiệm của con bé Nhi nhà em. Bây giờ chân tay nó xước sát chảy máu ra như thế này thì làm sao mà em yên tâm gửi cháu ở đây để bà đi làm được ạ? Học hành như thế này có chết không ạ? Nhi,
Con là cô bé ngoan. Cô hỏi con có chắc chắn cô là người khiến con bị thương không? Con cái gì? Có như thế nào ấy thì con cứ nói sự thật đi. Có mẹ ở đây rồi, không ai dám làm gì con hết đâu. Được, chính chị là người đã ép tôi phải đứng lên lấy lại danh dự của mình đấy nhá. Chị xem đi. Chị quay cho tất cả mọi người cùng xem cũng được. Alo ạ? Dạ vâng chị Huyền ạ. Dạ, quần áo với sách vở quyên góp cho trẻ em nghèo có rồi hả chị? Vâng, mừng quá ạ. À vâng, thế thì khi nào mà anh ship tới thì chị nhắn em để em xuống lấy nhá. Tôi chỉ tiện đưa Yến đi học thôi mà. Cô Ngọc đúng là tấm lòng thật đấy. Nhờ cô mà bao nhiêu em bé vùng cao được hỗ trợ quần áo, sách vở chỉ vì cải thiện cơ sở vật chất chứ. Dạ, có gì đâu ạ, việc em nên làm thôi. Nhưng mà lần nào chị cũng tới thế này thì ngại quá. Có gì chị cứ nhắn em số điện thoại nhá, để em xuống lấy ạ. Dạ vâng ạ. Con phải làm thế thật hả mẹ? Thế con có muốn ở cái trường này ai cũng phải dè chừng con, cô giáo cho con điểm cao không? Thế thì con phải nghe lời mẹ. Chỉ cần con đi qua, đụng nhẹ vào cô giáo là được. Việc còn lại sẽ là việc của mẹ. Sau lần này, để xem cô giáo con chả phải cun cút nghe lời mẹ đấy chứ. Nhưng mà vết thương nhỏ tí này có làm được cái gì không? Vết thương nhỏ nhưng mồm mẹ mày to. Chỉ cần mẹ mày la lên thôi, đến phòng hiệu trưởng cũng phải nghe thấy chứ. Không đến giải quyết cho tao mới là lạ. Cô giáo, là lỗi của tôi, không phải là lỗi của con bé. Xin cô đừng trách nó mà tội nó ạ. Chị ạ, trẻ con như trang giấy trắng, người lớn chúng ta vẽ cái gì lên đó thì sẽ hình thành tính cách như thế. Chị là một người mẹ, đáng nhẽ ra chị phải dạy con những điều hay lẽ phải. Đằng này chị lại nhồi nhét vào đầu bé những đức tính xấu như thế ạ. Chị biết không, Nhi ở lớp rất không hòa đồng, thường xuyên bắt nạt các bạn có hoàn cảnh khó khăn, làm sai thì không chịu nhận lỗi. Đáng ngại hơn, trong giờ học cháu không chịu học mà chỉ ngồi ngáp dài ngáp ngắn, nhìn ngang ngó dọc. Tôi phải kèm cặp cháu rất nhiều. Tại sao con lại ăn học như thế hả? Mẹ dạy con thế mà, con cũng không thích học nữa. Mai sau lớn lên mua bằng giống mẹ kiếm đầy tiền. Ê! Đấy, chị thấy chưa? Nhi, cô bảo con này. Con và các bạn đi học không phải chỉ vì điểm số hay là bằng cấp, mà là để lấy kiến thức, lấy kỹ năng, lấy đạo đức, để trở thành người có ích cho xã hội. Con hiểu chưa? Con hiểu rồi ạ. Vết xước này cũng không phải do cô làm, là do con tự ngã. Con đã đổ ăn cho cô. Cô hiểu rồi. Cô cảm ơn con đã dũng cảm nói lên sự thật. Còn chị có cần tôi mời hiệu trưởng hay là cơ quan chức năng nào xuống để giải quyết sự việc không ạ? Dạ không, dạ không đâu ạ. Tất cả là lỗi của tôi. Thật sự tôi rất xin lỗi cô giáo. Tôi biết lỗi của tôi rồi ạ. Tôi là một người ích kỷ, tôi đã quá bậy bạ. Tôi xin nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân mình, mong cô bỏ qua cho tôi, cũng như là con bé. Để thể hiện thành ý với cô và nhà trường, thì tôi và bé Nhi xin phép một tháng tới được đến trường sớm để dọn vệ sinh cho trường, cho lớp ạ. Với lại, cô cho tôi tham gia quyên góp ủng hộ làm từ thiện để ủng hộ các bé, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ạ. Tôi thật sự xin lỗi. Mẹ của con là tuyệt vời nhất. Cảm ơn cô.